Dạ, em Nhân xin kính chào quý cô chú anh chị. Bên em Nhân đang có sẵn một chiếc Camry phiên bản xăng lai điện bản hybrid màu trắng ngọc trai. Nếu cô chú anh chị nào đang có nhu cầu thì liên hệ em Nhân để sở hữu nha. Nhưng mà khi mà nói tới hybrid của chú anh chị thì em Nhân có tổng hợp được trong quá trình làm việc á, thì những cái thắc mắc, những cái lăn tăn của cô chú anh chị mình về hệ thống hybrid thì ngày hôm nay em xin đi giải đáp nha. Nếu mà cô chú anh chị nào chưa hiểu hay là đang quan tâm về cái hybrid thì hãy coi tới cú clip nha. Đầu tiên thì em cũng xin giới thiệu cho cô chú anh chị mình những cái xe mà được Toyota trang bị công nghệ hybrid hiện nay. Đầu tiên đó là Camry nè, rồi Corolla Cross nè, rồi Innova Cross nè, rồi Yaris Cross nè. Đó có 4 phiên bản, 4 dòng xe được trang bị cái hệ thống hybrid này nha. Và cũng xin nói thêm cho cô chú anh chị mình, cái hệ thống hybrid ở Việt Nam mình nó hơi chậm so với thế giới. Ở ngoài thế giới người ta có từ năm 1997 rồi cô chú anh chị, và cũng hai mấy năm trời rồi, là thời gian nó đủ để chứng minh cái chất lượng cũng như là cái độ tin cậy của nó. Cho nên anh chị mình hoàn toàn an tâm về chất lượng như là cái độ tin cậy của xe hybrid nha. Rất là tiếc là ở Việt Nam mình hơi sinh sau đẻ muộn, mãi tới 2020 mình mới có chiếc Corolla Cross đầu tiên về Việt Nam mình. Ở đây là em đang nói là góc độ là xe chính hãng nha. Còn những cái đại lý ở ngoài người ta nhập về cũng có, như ví dụ như Lexus nè, rồi Toyota Camry nè, nhập Mỹ về là có lâu rồi cô chú anh chị. Em nói đang góc độ là xe chính hãng nha. Đó thì nói đâu xa, ở xung quanh chúng ta từ năm 2008 là bên Thái Lan, bên Indo, bên Malaysia người ta có rồi. Mình hơi sinh sau đẻ muộn nha. Nhưng mà nói để anh chị mình biết là thời gian đã đủ dài để khẳng định chất lượng rồi. Mình hoàn toàn an tâm về chất lượng. Tiếp theo là anh chị mình cũng hay hỏi là ổ xe hybrid vậy đó, nó có động cơ điện, có pin vậy đó, cần sạc hay không? Thì xin thưa cô chú anh chị mình là không cần phải sạc nha. Đó là nó nội bộ nó tự sạc, nó có động cơ xăng để nó sạc cho pin nè, nó có hệ thống phanh tái sinh để nó sạc cho pin. Rồi nhiều anh chị mình cũng hỏi là nguyên lý hoạt động nó làm sao, ở tốc độ bao nhiêu chạy điện, ở tốc độ bao nhiêu chạy xăng. Đó thì anh chị mình bỏ ngay cái định nghĩa đó nha. Thì cũng do là rất nhiều anh chị em bán hàng chưa có nắm được cái nguyên lý hoạt động của hệ thống hybrid, cho nên là quá trình tư vấn của chú anh chị mình nó chưa được tốt. Thì ở đây á, hệ thống hybrid nó hoạt động là nó phối hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện của chú anh chị. Mình đừng có quan tâm nó lúc nào chạy xăng lúc chạy điện, kệ nó. Mình ở đây mình vận hành chiếc xe giống như là một chiếc xe xăng bình thường thôi. Chúng ta cứ lên ga chúng ta chạy thôi, tập trung chúng ta lái. Còn khi nào nó chạy xăng, còn khi nào chạy điện thì do là hệ thống của máy tính nó tính toán. Thì em Nhân có thể giải thích cho cô chú anh chị mình như thế này: ở lúc khởi hành á thì động cơ điện lúc nào nó cũng sẽ làm việc, nó giúp là khởi hành chiếc xe nè. Rồi chạy một lúc thì lúc này cái trạng thái của pin nó yếu thì động cơ xăng nó sẽ nổ lên, nó sẽ kích hoạt để nó một phần là sạc pin cho cái pin của hybrid nè. Rồi một phần nó sẽ truyền công suất xuống hai bánh xe, nó hỗ trợ động cơ điện để vận hành chiếc xe. Còn khi mà cô chú anh chị mình tăng tốc nữa thì lúc này ngoài cái động cơ xăng và động cơ làm điện làm việc thì cái pin nó sẽ cung cấp năng lượng thêm cho động cơ điện để mà kích hoạt cái xe chúng ta cho nó tăng tốc nha. Còn khi cô chú anh chị mình xuống dốc nè, hoặc là phanh, thì lúc này hệ thống phanh tái sinh thì thay vì anh chị mình thắng bình thường, phanh bình thường là nó dùng cái má phanh để nó ép đúng không? Còn đối với xe hybrid á, thì nó sẽ dùng cái động cơ điện để nó phanh. Lúc này là động cơ điện đóng vai trò như là một cái máy phát điện đó. Thì khi mà phanh thì cái bánh xe chúng ta nó sẽ kéo luôn cái motor đó, thì motor đó phát điện sẽ nạp lại cho cái pin, người ta gọi là phanh tái sinh đó. Thì nôm na nó có gọi là bốn cái giai đoạn của hệ thống hybrid đó. Cho nên anh chị mình đừng có quan tâm là nó ở tốc độ bao nhiêu nó chạy xăng và tốc độ bao nhiêu nó chạy điện nha, mà là nó phối hợp xen kẽ với nhau. Chỉ duy nhất lúc mà anh chị khởi động khởi hành thì lúc nào nó cũng sẽ sử dụng cái động cơ điện để nó khởi hành chiếc xe. Và hết sức lưu ý trong quá trình chúng ta sử dụng xe hybrid của chú ha, là khi mà mình mở công tắc nguồn lên là đối với xe xăng thì chúng ta đề nổ máy chúng ta biết nha. Còn đối với hybrid thì nhiều khi lên đề lên là nó không có nổ máy nha, nhưng mà trên màn hình nó có sự chữ là ready đó. Thì anh chị mình hết sức tập trung, tại vì nó không có một cái âm thanh hay là một cái gì để cho anh chị mình biết là xe đang hoạt động, nhưng mà lúc đó chúng ta vô số đạp thắng là đạp ga là chạy đó nha. Thì anh chị mình chỉ lưu ý cái phần khi mà chúng ta sử dụng xe hybrid là nó sẽ rất là yên lặng, nó không có dấu hiệu nào để chúng ta biết là xe chúng ta đã được khởi động nha. Có chữ ready á thì mình hết sức lưu ý, mình nhìn vô cái bảng đó rồi mình vô số mình nhấn ga là xe nó chạy nha. Đó. Cái vấn đề tiếp theo mà em nghĩ là quan trọng nhất, nó quyết định tới cái sự lựa chọn của cô chú anh chị mình, đó là cái chất lượng của xe hybrid và chất lượng của cục pin hybrid đó. Thì nhiều anh chị mình lựa chọn máy xăng để mình khỏi lăn tăn lo lắng về cái việc mà cái pin nó hư, đang chạy bị hư rồi thay nó mắc.
Đó thì em cũng xin chia sẻ luôn cho cô chú anh chị mình cái pin của xe hybrid á, trên Camry á, thì nó tầm khoảng là đâu đó 108 triệu nếu mà thay là tốn như đó đó. Đó thì nhưng mà nói về để cô chú anh chị mình an tâm là cái xe hybrid riêng cái cục pin á là được bảo hành tới 7 năm cô chú anh chị, hoặc là 150.000 cây. Đó thì chúng ta sử dụng trong 7 năm đó, nếu mà có lỗi hỏng hóc từ nhà sản xuất thì chúng ta hoàn toàn được thay thế một cái pin mới và không mất một cái tốn một đồng phí nào cả. Và thêm nữa là Toyota họ cũng có ghi nhận cô chú anh chị mình, cái pin của hệ thống hybrid xài 10 năm cũng chưa xi nhê nữa. Nó cũng phụ thuộc vào cái điều kiện sử dụng của người dùng nữa, không phải chiếc nào cũng vậy. Nhưng mà có những cái dòng xe mà Toyota ghi nhận là xài 10 năm vẫn chưa sao. 10 năm thì coi như là chúng ta xài một chiếc xe 10 năm nó cũng rất là dài rồi, đúng không cô chú anh chị? Đó, thì mình được cái gì? Là thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, thay vì một cái xe xăng chúng ta chạy tốn cả chục lít 100 cây thì đối với xe điện thì nó tốn chỉ gần phân nửa so với xe xăng, xe thường xăng thôi. Đó, thứ hai nữa là chúng ta được trải nghiệm công nghệ gọi là cũng gọi là hiện đại của thế giới, công nghệ hybrid, một cái xu hướng hiện nay. Đó, thứ ba nữa là chúng ta có một cái xe nó vận hành một cách êm ái, khi mà động cơ điện nó hoạt động thì xe chúng ta nó êm re luôn, không có tiếng động luôn. Đó, và ở đây nữa, khi mà động cơ xăng nó hoạt động, cô chú anh chị mình, nó không phải chạy với cái tốc độ, cái vòng quay lớn như máy xăng bình thường đâu, mà nó cũng chạy ở một tốc độ rất là nhỏ thôi. Nó chủ yếu để nó hoạt động lên để nó sạc cho cái pin, cũng như là chia một phần nhỏ công suất xuống bánh xe để vận hành cái xe thôi. Cho nên là cái sự yên tĩnh của xe hybrid nó cực kỳ tốt luôn. Đó thì anh chị mình có cơ hội để mình trải nghiệm những cái công nghệ hàng đầu của thế giới hiện nay. Còn đối với máy xăng thì nó quá bình thường, đúng không? Đó thì có một cái gọi là nghịch lý, em nhân tạm gọi là nghịch lý, nhưng mà nó thật sự là nó có lý của chú anh chị. Đó là khi mà anh chị mình ở trong những thành phố lớn mà xài xe hybrid thì nó càng tiết kiệm nữa, đi càng kẹt xe, càng chạy chậm thì càng tiết kiệm. Cô chú anh chị biết sao không? Khi mà anh chị mình chạy chậm như vậy đó, và chúng ta dừng và chúng ta khởi động, dừng và khởi động liên tục như vậy lúc kẹt xe, thì lúc đó nó sẽ ưu tiên sử dụng cái động cơ điện, thì nó động cơ xăng nó sẽ không làm việc và nó sẽ không tốn tiền xăng, tốn xăng. Rồi thứ hai nữa là anh chị mình chạy trong khu vực kẹt xe như vậy đó, chúng ta cứ dậm thắng hoài, mỗi lần phanh thì là nó sẽ tạo ra điện, mỗi lần phanh tạo ra điện nó sạc cho pin, không cần động cơ xăng phải nổ lên để sạc, nó cũng tiết kiệm xăng nữa. Cho nên là có một cái nghịch lý, em nói là nghịch lý, là thường xe xăng chạy trong thành phố rất là hao, nhưng mà riêng hybrid chạy thành phố rất là tiết kiệm. Đó là như vậy cô chú anh chị, từ nghịch lý mà nếu mà mình suy luận ra thì nó có lý. Cái này cho em nhân đố anh chị mình nghe, xe hybrid thì nó có động cơ xăng và nó có động cơ điện, vậy thì khi mà hết xăng hoặc là hư pin đi, hư pin thì mình chạy động cơ xăng không, còn mình hết xăng mình chạy động cơ điện không được hay không? Đó thì cũng trả lời với cô chú anh chị mình luôn là không được nha. Cái hệ thống này là nó là một cái khối thống nhất, hư một trong hai là phải thay thế, không có cái chuyện mà hết xăng chúng ta chạy điện, không có chuyện mà hư pin thì chúng ta chạy xăng nha. Nó là một cái khối thống nhất đó, thì anh chị mình nắm bắt thông tin cùng với em Nhân nha. Và ngay bây giờ thì em mời cô chú anh chị mình đi coi xe Camry Hybrid mà em Nhân nói đầu clip là có sẵn giao ngay đó. Thì anh chị mình có thiện chí muốn sở hữu thì ủng hộ em Nhân nha. Dạ đây anh chị, chiếc mà em Nhân muốn giới thiệu ngày hôm nay và mong muốn cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ em Nhân, Camry 2.5 phiên bản xăng lai điện Hybrid nha. Đây cô chú anh chị, đó Hybrid là xe có dòng chữ như thế này nè trên thân xe, và nó sẽ có cái logo xanh đó ha. Là xe này là cao tiền nhất trong cái phiên bản của Camry ngang cô chú anh chị đó. Giá niêm yết của em này đó là 1 tỷ 485 triệu rồi cô chú anh chị, và lăn bánh em này ở Hồ Chí Minh hiện nay là khoảng 1 tỷ 660 triệu, ở tỉnh thì chúng ta thấp hơn 20 triệu nha cô chú anh chị. Riêng cái màu trắng ngọc trai em Nhân đang quay thì sẽ cao tiền hơn cái màu thường 8 triệu cô chú anh chị, gần 1 tỷ 6, hơn 1 tỷ 6 chứ, cho em này một cái xe rất là đẳng cấp của nhà Toyota, và chính xác là xe cao cấp nhất trong phân khúc xe sedan của Toyota nha. Ở đây làm nó thị trường Việt Nam nha. Bữa có mấy anh nói mấy cái thương hiệu của Toyota mà ở Mỹ, ví dụ như Avalon này kia đó, thì cái đó là em không có nói, em nói là ở thị trường Việt Nam mình thôi là cao cấp nhất rồi cô chú anh chị.
mình muốn mua xe cao cấp hơn nữa của dòng Toyota ở phân khúc sedan thì sẽ cũng không có sự lựa chọn ha, ở Việt Nam mình. Đó, anh chị mình nếu mà cao cấp hơn thì ở Việt Nam mình chúng ta có thể lựa chọn là Lexus chẳng hạn, tùy mình ha. Đó, đẹp không cô chú anh chị, nội thất màu đen nha, màn hình to nè, đó, chưa bốc tem chưa bốc tem, rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Đây, thằng ghế thứ hai, ghế chủ tịch đây. Đó, thì những cái xe này được bao bọc rất là kỹ nha, xe cao cấp mà. Và để về nguyên hết cho cô chú anh chị mình mua về, mình tự bốc tem ha, tự mình sở hữu cảm giác bốc tem đó như thế nào. Đó, ghế ông chủ ở sau này nha. Ở sau này thì có cái bệ tỳ tai, có điều chỉnh được nhiệt độ, điều chỉnh được âm lượng và điều chỉnh được cái độ ngã của ghế nha. Đây là xe duy nhất trong phân khúc xe sedan của nhà Toyota mà điều chỉnh được cái hàng ghế thứ hai, cái độ ngã của chú anh chị. Những cái xe như Altis hay là Vios thì nó sẽ là thiết kế dạng cứng rồi, không có thay đổi được đó. Rồi phía sau cũng có dòng chữ Hybrid và cái logo xanh để cho chúng ta biết là xe này là xe Hybrid ha. Rồi mở cốp cho cô chú anh chị mình coi nè, mênh mông luôn đó, thơ thang luôn, để đồ đó. Nói chung xe này là đẳng cấp lắm rồi, không cần phải nói đâu. Anh chị mình bước xuống từ xe này thôi là quá tuyệt vời của chú anh chị. Cái độ uy tín và cái độ đẳng cấp của mình nó rất là dữ dằn khi mà đi dòng Camry ha. Camry á, nó có một cái giá trị vô hình rất là lớn của chú anh chị. Nếu mà so ra, cái này em nhân nói cô chú anh chị mình thử coi đúng hay không nha. Nếu mà so về cùng phân khúc Camry ở sedan hạng D thì sẽ có Mazda 6 nè, sẽ có Honda Accord nè, sẽ có Toyota Camry. Thì anh chị mình nếu mà bước xuống từ xe Camry nó sẽ khác với bước xuống từ Accord hay là Mazda 6 đó. Thì em xin lỗi những anh đang sở hữu những dòng xe đó nha, nhưng mà đó là thực tế của chú anh chị. Nó có một cái giá trị vô hình rất là lớn của chú anh chị, giá trị vô hình rất là lớn. Có thể bề ngoài nó sẽ không gọi là không hầm hố, không có gọi là những cái góc cạnh bằng Mazda 6 hay là Honda Accord, nhưng mà khi mà nói tới Camry thì nó là một cái giá trị gì đó vô hình rất là lớn đó. Kể cả những cái Camry đời cũ anh chị mình đi thì nó cũng sẽ khác, khác lắm của chúng anh chị. Cho nên anh chị mình nếu mà đang có nhu cầu sở hữu, muốn một xe đẳng cấp mà mình đang lăn tăn lựa chọn thì có thể lựa chọn Camry, là một cái dòng xe rất phù hợp cho anh chị mình trong quá trình làm ăn nè, tạo uy tín nè, tạo nên cái sự đẳng cấp của mình. Đây hai cô chú anh chị, Toyota Camry 2.5 phiên bản Hybrid nha. Đó, thì em cũng có giới thiệu ở đầu clip rồi, thì anh chị mình hoàn toàn an tâm với chất lượng của xe và chất lượng của công nghệ Hybrid. Đó, xe này được bảo hành tới 5 năm, riêng cabin thì bảo hành tới 7 năm. Anh chị mình an tâm ha. Rồi, em Nhân xin dừng video đây. Cô chú anh chị mình có nhu cầu sở hữu thì liên hệ em Nhân ha.